여러분 안녕하세요. 여러분과 함께 한국 어른 공부하고 있는 보람입니다. 자, 오늘 이제 저번 시간에 이어서 두 번째 시간이고요. 베트남인을 위한 종합 한국어 초급 1 제2과를 문법을 배워보는 시간을 갖춘 거예요. 우리 지난 시간에 학교와 관련된 어휘들은 공부했죠. 만약에 저번 영상을 보지 못한 학생들이 있다면 이 수업을 듣기 전에 저번 영상을 먼저 보고 이 영상을 보는 걸로 추천해 드릴게요. 자, 바로 시작해 볼까요? Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Tiếng Hàn Online Boram. Chúng ta lại tiếp tục đồng hành cùng nhau trong chuyên mục Học tiếng Hàn sơ cấp 1 theo giáo trình tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam, quyển 1. Ở video lần trước thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu phần từ vựng của bài 2 với chủ đề Hakyo là trường học. Và như đã hẹn thì ở video lần này mình xin giới thiệu đến các bạn phần ngữ pháp của bài 2. Ngữ pháp đầu tiên mà chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu đó là các đại từ chỉ định igot, kgot, chagot, có nghĩa là cái này, cái đó, cái kia. Thứ hai đó là các đại từ chỉ định về nơi chốn, đó là yogi, chogi, chogi, có nghĩa là ở đây, ở đó, ở kia. Phần thứ ba là tiểu từ chủ ngữ i, k. Phần thứ tư là tiểu từ e, và cụ thể là kết hợp với itta, opta, e itta, e opta, có nghĩa là ở đâu hoặc là không ở đâu. Phần thứ năm đó là tiểu từ i, k cộng với anita, và trong giáo trình ghi là animnita, thì đó là cách chia các bạn ha, cách chia của nó thành animnita, i k animnita, thì đây có nghĩa là không phải là. Ngữ pháp đầu tiên mà chúng ta cùng nhau tìm hiểu đó là yogi, kogi, chogi, có nghĩa là ở đây, ở đó, ở kia. Chúng ta hãy cùng nhìn vào ví dụ. Ví dụ đầu tiên, 여기는 도서관입니다. 여기는 도서관입니다. 여기는 도서관입니다. Ở đây, tiểu từ 는 và 입니다 thì chúng ta đều đã học ở bài 1 rồi. Có nghĩa là đúng không các bạn? 입니다 là dùng cho câu kể, và 는 thì là tiểu từ, chúng ta đang muốn giới thiệu cái địa điểm này, muốn đưa cái yogi này làm chủ đề thì chúng ta sẽ dùng cái tiểu từ nên này. Ở đây thố so quan thì chúng ta cũng đã học ở buổi trước, có nghĩa là gì các bạn có nhớ không nhỉ? Là thư viện đúng không các bạn? Thư viện. Yogi là ở đây, vậy thì cả câu này có nghĩa là ở đây là thư viện, ở đây là thư viện. Ví dụ tiếp theo, 거기는 은행입니다. 거기는 은행입니다. 거기는 은행입니다. Cấu trúc vẫn giống như phía trên. Chúng ta vẫn có tiểu từ 는 và 입니다 là 은행 là ngân hàng, 거기 là ở đó. Vậy thì cả câu chúng ta có là ở đó là ngân hàng. Lưu ý phát âm ở đây là gì các bạn còn nhớ không các bạn? Đó là 은행, 은 và 행, nhưng thông thường sẽ được biến âm thành 은행, 은행. Tức là here today chúng ta sẽ coi như là âm câm luôn và nối cái phát âm 은 này lên để đọc thành 은행, 은행, 은행입니다. Vậy thì 여기, 거기, 저기 dịch đơn giản sang tiếng Việt là ở đây, ở đó, ở kia. Còn về mặt ngữ pháp thì nó có cái tên tiếng Hàn đó là 지시 대명사, hay cụ thể hơn là 초소 지시 대명사, tức là 지시 대명사 có nghĩa là các cái đại từ chỉ định. 초소 là địa điểm, những cái đại từ chỉ định chúng ta sử dụng nó để chỉ địa điểm, thay thế cho một danh từ nào đó. Cụ thể ở đây thì 여기, ở đây, tức là sử dụng để chỉ những cái địa điểm nào mà gần với người nói. Chỉ cần biết là gần người nói thôi, không cần biết là có gần người nghe không, chúng ta cứ dùng 여기 các bạn nhé. Thứ hai là 거기, 거기 có nghĩa là ở đó, là một cái nơi mà gần với người nghe nhưng xa người nói. Phải đảm bảo cả hai điều kiện này các bạn nhé, gần người nghe và xa người nói. Thứ ba là 저기 có nghĩa là ở kia. Ở kia có nghĩa là nơi mà xa cả người nói lẫn người nghe. Phải đảm bảo cả hai điều kiện này, xa người nói và xa người nghe. Ngữ điệu khi mà chúng ta đọc rời rạc tách rời ra thì sẽ là 여기, 거기, 저기. Còn khi mà chúng ta cho vào câu thì chúng ta sẽ đọc thấp giọng ở cái âm tiết đầu tiên, 여기, 거기, 저기. Được chưa các bạn? 자, 연습해 볼까요? Bây giờ chúng ta cùng nhau luyện tập nhé.
Ở đây mình có một bức tranh. Giả sử người nói là chúng ta là người này, còn người nghe là người này. Ở đây chúng ta có các địa điểm, đó là trường học, bệnh viện và bưu điện. Các bạn hãy thử hình dung các từ này trong tiếng Hàn là gì nhỉ? Là Hắc Kiều, Pyong Won và Uche Cục. Hắc Kiều, Pyong Won và Uche Cục. Bây giờ nếu như chúng ta muốn giới thiệu về trường học thì chúng ta sẽ dùng từ gì các bạn nhỉ? Trường học là nơi gần với người nói là chúng ta đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ dùng từ 여기, 여기, ở đây. Vậy thì cả câu sẽ là gì các bạn? 여기는 학교입니다. 여기는 학교입니다. 여기는 학교입니다. Ở đây mình có ghi chú, đó là cả cụm 여기는. Trong văn nói chúng ta có thể lược bỏ bớt tiểu từ 는 thành 여기, hoặc là rút gọn nó lại, 여기는 thành 여긴, 여긴. Ở đây thì mình có ghi chú như thế này, nhưng mà bây giờ chúng ta mới học thì chúng ta hãy cùng nhau cố gắng là sẽ sử dụng tiểu từ để cho chúng ta quen thật nhuần nhuyễn, rồi sau này chúng ta mới lược bỏ sau. Bởi vì nói là lược bỏ không có nghĩa là nó không quan trọng các bạn ha. Nếu như không quan trọng thì chúng ta cũng đã không cần phải học. Thực ra trong tiếng Việt thì các cái từ vựng á, nó có mối quan hệ ngữ pháp với nhau như thế nào, nó có vai trò gì trong một câu á, là tùy thuộc vào cái vị trí của nó trong câu. Chứ tiếng Việt chúng ta không có tiểu từ. Thế nhưng trong tiếng Hàn thì các cái từ vựng nó có vai trò như thế nào lại không phụ thuộc vào cái thứ tự của nó đâu. Mà các bạn học về sau các bạn để ý sẽ thấy là các cái thành phần câu á, nó có thể thay đổi với nhau, nhưng mà cái vai trò của nó thì vẫn như vậy. Đấy là do nó sử dụng cái tiểu từ để mà chỉ định ra cái thành phần đó đóng vai trò gì trong câu. Vậy nên cho dù nó có thay đổi vị trí với nhau thì chỉ cần cái tiểu từ đó nó đi kèm luôn, nó cũng đi cùng với những cái từ đó luôn, thì cho dù có thay đổi vị trí thì cái vai trò của nó trong câu thì nó vẫn không thay đổi các bạn ha. Chỉ cần là động từ tính từ đặt ở cuối cùng là được. Vậy thì chúng ta hãy cứ sử dụng tiểu từ cho nhuần nhuyễn, rồi sau này chúng ta mới lược bỏ đi sau. Và thực ra trong một câu thì cũng không phải là tất cả các tiểu từ người ta đều lược bỏ đâu. Trong một câu thì chỉ có một số tiểu từ người ta lược bỏ bớt đi, chứ còn không được bỏ tất cả các tiểu từ đi đâu các bạn ạ. Tiếp theo chúng ta có bệnh viện. Muốn giới thiệu bệnh viện thì chúng ta sẽ nói như thế nào các bạn? Người nói là chúng ta ở đây, và bệnh viện là nơi mà gần với người nghe, xa người nói. Vậy thì chúng ta phải dùng đại từ gì các bạn nhỉ? Là 거기 đúng không? 거기 là ở đó. Ở đó là bệnh viện. Chúng ta có 거기는 병원입니다. 거기는 병원입니다. 거기는 병원입니다. Chúng ta lại nối âm ở đây. Và đối với từ 거기 này chúng ta cũng có thể rút gọn lại 거기는, rút gọn thành 거긴, hoặc là lược bỏ tiểu từ 는 thành 거기. Đó là trong văn nói. Tiếp theo chúng ta muốn giới thiệu về bưu điện. Bưu điện là nơi có vị trí như thế nào so với người nói và người nghe các bạn? Xa cả người nói và người nghe đúng không? Vậy nên chúng ta sẽ sử dụng từ 저기. 저기 là ở kia. Vậy thì chúng ta có câu là 저기는 우체국입니다. 저기는 우체국입니다. Chúng ta nối âm ở đây. 우체국입니다. 국입니다. 우체국입니다. 저기는 우체국입니다. Và đối với 저기는 chúng ta cũng rút gọn đi thành 저긴 hoặc là 저기 được. Tiếp theo chúng ta có một cái lưu ý nhỏ nhỏ, đó là đại từ 거기 như mình vừa nói là sử dụng để thể hiện những cái địa điểm xa người nói và gần người nghe. Thế nhưng ngoài ra nó cũng được sử dụng để chỉ cái địa điểm mà hai người đã nhắc đến trước đó trong câu chuyện, hoặc là địa điểm mà người nói đang nghĩ tới trong đầu. Ví dụ chúng ta có câu 저는 할림과 계속 민수 씨를 만났습니다. 저는 할림과 계속 민수 씨를 만났습니다. Ở đây có ngữ pháp mà chúng ta chưa học, đó là tiểu từ 에서 này, 는 만났습니다, 만나다, động từ chưa quá khứ. Thế nhưng mà các bạn chưa cần phải quan tâm đến ngữ pháp vội, những cái này chúng ta sẽ được học sau. Chủ yếu là mình đưa ra để các bạn hiểu về cái bối cảnh thôi. Câu này có nghĩa là tôi đã gặp Minsu ở Halimgak. Vậy thì người kia nói là Halimgak nhớ, Halimgak nhớ. Ở đây có biến âm một chút các bạn nhé. Gak và yo, 받침 기역 ở đây
Khi gặp nguyên âm yo thì rất nhiều trường hợp người ta sẽ biến âm khi đọc thành y ưng, và yo thì thành nhiều, tức là chúng ta cho thêm ni ẩn ở đầu để đọc nhiều. Halim càng nhớ có khi gặp ở tim nhỉ có Halim gác á, chỗ đó là đâu vậy, đó là đâu vậy. Vậy thì ở đây cái Halim gác này cũng không phải là nơi ngợt người nghe hay sai người nói gì cả, mà chỉ là trước đó đã được nhắc đến trong câu chuyện rồi, cái người ca này đã nói đến rồi, vậy nên là người na này sẽ nhắc đến nó bằng cái từ khó kỳ, hay sử dụng đại từ khó kỳ để thay thế, đỡ phải nhắc lại cái từ Halim khác này. Và ở đây thì chúng ta có từ để hỏi oti có nghĩa là đâu, im nhỉ ca chúng ta học rồi có nghĩa là phải không, sử dụng cho câu hỏi. Tiểu từ ca thì các bạn đừng quan tâm vội, một lát nữa chúng ta sẽ học và sẽ biết được cái điểm khác biệt giữa nên và ika. Ở đây các bạn hãy chỉ quan tâm đến cái từ khó kỳ này, trường hợp sử dụng của nó ở đây thôi. Ngữ pháp thứ hai mà chúng ta có đó là y cọt, cứ cọt, cho cọt, có nghĩa là cái này, cái đó, cái kia, cái này, cái đó, cái kia. Thì đây đều là các samur chỉ chỉ tem yong giả, tức là các đại từ chỉ định. Cụ thể nói về samur là sự vật, đồ vật. Ví dụ đầu tiên, y có xin chỉ tôi nhỉ ta, y có xin chỉ tôi im nhỉ ta, y có xin chỉ tôi im nhỉ ta. Ở đây chúng ta có nối âm cọt và ưng thành có xin, y có xin chỉ tôi im nhỉ ta. Y cọt là cái này và nó có bạc chim, cho nên chúng ta dùng tiểu từ ưng. Im nhỉ ta là chỉ tôi, các bạn thử nghĩ lại xem nó có nghĩa là gì các bạn ơi. Là cái bản đồ đúng không các bạn? Vậy thì cả câu có nghĩa là cái này là cái bản đồ. Ví dụ thứ hai, cứ có xin xa cho nhìn nhỉ ta, cứ có xin xa cho nhìn nhỉ ta, cứ có xin xa cho nhìn nhỉ ta. Ở đây chúng ta nối âm ở đây và chỗ này nữa, cọt và ưng thành có xin, chon và im thành cho nhìn, cứ có xin xa cho nhìn nhỉ ta. Cứ cọt là cái đó, xa tròn các bạn thử nghĩ lại xem có nghĩa là gì các bạn nhỉ. Chúng ta ôn từ vựng luôn, xa tròn có nghĩa là quyền từ điển. Vậy thì cả câu có nghĩa là cái đó là quyền từ điển. Ví dụ thứ ba, cho có xin phil thông im nhỉ ta, cho có xin phil thông im nhỉ ta, cho có xin phil thông im nhỉ ta. Cho cọt là cái kia, phil thông các bạn thử nghĩ lại xem là gì các bạn ơi, là cái hộp bút đúng không ạ. Vậy thì cả câu có nghĩa là cái kia là cái hộp bút. Vậy thì ở đây chúng ta chốt lại có đại từ y cọt có nghĩa là cái này, dùng để chỉ những đồ vật gần người nói. Thứ hai là cư cọt có nghĩa là cái đó, dùng để chỉ những cái đồ vật mà thứ nhất là phải gần người nghe, thứ hai là xa người nói. Cuối cùng chúng ta có cho cọt là cái kia, dùng để chỉ cho những đồ vật mà xa cả người nói và người nghe. Dạ, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập thêm một chút. Y cọt, cư cọt, cho cọt, so gió, chúng ta gửi màn đưa ra bộ giấy. Các bạn hãy thử sử dụng vào các cái đại từ y cọt, cư cọt và cho cọt được rồi thì chúng ta đặt câu nhé. Ở đây chúng ta có bức tranh và chúng ta là người nói là ở đây. Vậy thì một số đồ vật ở đây chúng ta đã học rồi: đồng hồ, bàn học, túi sách và ghế. Các bạn hãy thử nghĩ lại xem tiếng Hàn là gì các bạn ơi. Đồng hồ chúng ta có là gì nhỉ? Si kề. Si kề đúng không các bạn? Si kề. Bàn học là chếch sàng. Chếch sàng. Túi sách, ca bằng, ca bằng. Cái ghế là ươi chả, ươi chả. Vậy thì đồ vật nào sẽ là gần với người nói các bạn nhỉ? Cái cặp và cái ghế đúng không ạ? Còn cái đồ vật nào mà xa người nói và gần người nghe? Đó là đồng hồ và cái bàn. Vậy thì bây giờ nếu như chúng ta muốn giới thiệu cái cặp, cái cặp là cái mà gần với người nói, vậy thì chúng ta sẽ dùng từ gì nhỉ? Y cọt đúng không các bạn? Y cọt là gần người nói, cái này. Vậy thì cả câu sẽ là y có xin cả bang im nhỉ ta, y có xin cả bang im nhỉ ta, y có xin cả bang im nhỉ ta. Cái này là cái cặp. Tiếp theo chúng ta muốn giới thiệu cái đồng hồ. Cái đồng hồ thì lại xa người nói nhưng mà gần người nghe. Vậy thì chúng ta sẽ dùng từ gì nhỉ? Cứ cọt. Cứ cọt. Đồng hồ si kề. Vậy cả câu sẽ là cứ có xin si kề im nhỉ ta, cứ có xin si kề im nhỉ ta, cứ có xin si kề im nhỉ ta. Bức tranh thứ hai,
Ở đây chúng ta đổi vai đi, vẫn là những đồ vật đó, nhưng người nói là người này, đây sẽ là chúng ta. Vậy thì nếu như chúng ta muốn giới thiệu cái ghế lúc này thì gần với người nghe và xa người nói, vậy thì chúng ta dùng từ gì các bạn nhỉ? Chúng ta dùng từ cứ cọt đúng không? Vậy cả câu sẽ là cứ có dân người cha nhỉ ta, cứ có dân người cha nhỉ ta, cứ có dân người cha nhỉ ta, cứ có dân người cha nhỉ ta. Tiếp theo chúng ta muốn giới thiệu về cái bàn. Cái bàn thì lúc này lại là đồ vật mà gần với người nói. Vậy thì chúng ta sẽ dùng từ gì các bạn nhỉ? Y cọt đúng không các bạn? Y cọt. Vậy thì cả câu sẽ là y có dân chiếc sang em nhỉ ta, y có dân chiếc sang em nhỉ ta, y có dân chiếc sang em nhỉ ta. Chúng ta cùng nhìn bức tranh thứ 3. Vị trí của người nói là ở đây, người nghe ở đây, và cái bảng nằm ở phía xa cả người nói lẫn người nghe. Và chúng ta muốn hỏi xem cái kia là cái gì? Cái kia là cái gì? Đây là đồ vật xa cả người nói lẫn người nghe. Vậy thì chúng ta sẽ dùng đại từ gì các bạn nhỉ? Là cho cọt đúng không các bạn? Cho cọt. Và từ để hỏi cái gì, chúng ta có từ mu ọt. Mu ọt. Mu ọt. Là dùng cho câu hỏi thì chúng ta phải dùng im nhỉ các. Vậy thì cả câu sẽ là cho có xin mua xin nhỉ các. Cho có xin mù o xin nhỉ các. Chúng ta nối âm ở đây và ở đây. Cho có xin mù o xin nhỉ các. Ở đây thì chúng ta có thể rút gọn cái mù ót và íp kết hợp lại thành mụp. Mụp kết hợp với nhì ca thành biến âm thành mụm nhì ca. Cho có xin mụm nhì ca. Cho có xin mụm nhì ca. Ở đây chúng ta phải trả lời như thế nào đây các bạn? Cái kia là cái bảng đúng không nhỉ? Cái bảng chúng ta có chil pan. Chil pan đúng không các bạn? Vậy thì cả câu sẽ là cho có xin chil pan nhìm nhì ta. Cho có xin 칠판입니다. 저것은 칠판입니다. Ở đây chúng ta nối âm ở hai chỗ này. 저것은 칠판입니다. Bước tranh tiếp theo. Bây giờ chúng ta sẽ đổi người nói đi, không phải là người này nữa mà là người này. Vậy thì cái đồ vật này nó vẫn cứ ở xa cả người nói lẫn người nghe. Vậy thì chúng ta vẫn sẽ dùng từ gì để nói về nó các bạn nhỉ? Là cho cọt đúng không các bạn? Cho cọt. Bây giờ chúng ta muốn hỏi cái kia có phải là cái bảng không? Vậy thì chúng ta phải nói như thế nào đây các bạn? 저것은 칠판입니까? Đúng không các bạn? 저것은 칠판입니까? 저것은 칠판입니까? Vậy câu trả lời sẽ là vâng, đúng là cái bảng. 네, 칠판입니다. 네, 칠판입니다. 칠판입니다. Ở đây chúng ta có một cái lưu ý nhỏ nhỏ, đó là cứ cọt cũng được dùng để chỉ cho những cái sự vật, sự việc mà đã được nhắc đến trước đó rồi. Ví dụ như 이것은 책임니까? 이것은 책임니까? 이것은 책임니까? Chúng ta nối âm ở hai chỗ, cọt ân thành có sân và 책임니까 thành 책임니까? 책임니까? Các bạn còn nhớ check là gì không các bạn? Là quyển sách đúng không ạ? Vậy thì cả câu sẽ là cái này là quyển sách phải không? Câu trả lời 아니요, 그것은 공책입니다. 그것은 공책입니다. 공책입니다. Lại nối âm. 공책 là gì các bạn nhỉ? Là quyển vở. Và 그것 là cái đó. Vậy thì câu này có nghĩa là không đâu, cái đó là quyển vở. Vậy thì ở đây cái 그것 chúng ta dùng ạ, không có nghĩa là cái đồ vật đó là gần với người nghe, tức là khả, và xa người nói là nà đâu các bạn, mà chỉ bởi vì là nó đã được nhắc đến trước đó trong câu chuyện rồi, cho nên dùng cứ cọt thôi. Ngữ pháp thứ ba mà chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu đó là tiểu từ y hoặc là ka. Tiểu từ y ka, tên tiếng Hàn của nó là chú kiếc chô giả. Chú kiếc chô giả, chú trong chú o có nghĩa là chủ ngữ, kiếc trong chá kiếc có nghĩa là tư cách, và chú sa là tiểu từ. Tức là cái tiểu từ này nó sẽ giúp cho cái thành phần phía trước đóng cái vai trò, tức là có cái tư cách chủ ngữ trong câu. Vậy thì nó sẽ sử dụng để kết hợp với thể từ. Các bạn hình dung thể từ là các cái danh từ, đại từ hay là số từ đó. Đó, nó sẽ kết hợp với cái thể từ đó để thể hiện cái chủ ngữ trong câu. Cách dùng
Mình sẽ ghi tạm là danh từ các bạn nhé. Thì các bạn hiểu là danh từ hoặc đại từ, số từ đều được. Nếu như có bà chim thì sẽ cộng với y. Còn thể từ không có bà chim thì sẽ cộng với k. Thế thì mẹo nhớ thì mình cũng đã bày cho các bạn ở trong cái phần là bài 1 đối với ân nân. Thì y k cũng tương tự như vậy. Đó là nếu như cái danh từ phía trước có bà chim, tức là kết thúc bằng phụ âm rồi, vậy thì ngược lại chúng ta sẽ kết hợp với cái tiểu từ mà bắt đầu bằng nguyên âm. Kết thúc bằng phụ âm thì cộng với tiểu từ bắt đầu bằng nguyên âm. Ngược lại, nếu như danh từ phía trước kết thúc bằng nguyên âm, tức là không có bạt chim, kết thúc bằng nguyên âm thì chúng ta sẽ cộng với tiểu từ bắt đầu bằng phụ âm. Nó ngược nhau như vậy các bạn nhé. Vậy thì ở bài 1 chúng ta cũng đã học tiểu từ ân ngân và cũng sử dụng nó để đặt sau chủ ngữ. Vậy thì sự khác biệt giữa tiểu từ ân ngân và y ca là như thế nào? Thực ra thì có nhiều bạn học lên đến cao cấp rồi vẫn cảm thấy đây là một phần khó và nhiều khi bị rối không biết nên dùng y ca hay ân ngân. Sự khác biệt giữa hai cái tiểu từ này thì cũng có khá nhiều cái để nói, vậy nên là mình muốn nói kỹ hơn ở một video khác. Còn ở video ngày hôm nay thì mình chủ yếu là sẽ nói về cái điểm khác biệt của nó khi áp dụng vào những ngữ pháp mà chúng ta học trong bài này và bài trước thôi, tức bài 1, bài 2 thôi. Còn để nói kỹ hơn mình sẽ làm một video khác. Và thực ra để mà hiểu được hết những cái phần khác biệt giữa hai cái tiểu từ này thì chúng ta cần học thêm nữa. Ví dụ như là tiểu từ ân ngân nó có thể đặt sau tân ngữ, còn y ca thì không. Vậy thì chúng ta sẽ cần lấy ví dụ đối với những cái câu mà có tân ngữ khác, đúng không các bạn? Mà tân ngữ thì chúng ta chưa học đến. Vậy nên là chúng ta cần học thêm nữa thì mới hiểu hết được. Và mình sẽ tách ra làm một video khác để mỗi khi các bạn xem đến cái phần nào các bạn thấy là cái ngữ pháp đó mình chưa học thì chúng ta có thể là tạm dừng cái phần đó lại. Và để đến khi học được cái ngữ pháp đó rồi, chúng ta mới quay lại xem tiếp xem là cái sự khác biệt giữa ân y ca như thế thì có nghĩa là như thế nào. Tiểu từ ân ngân ở trong tiếng Hàn nó có tên gọi là bổ chô xà, tức là tiểu từ bổ trợ. Thực ra tiểu từ bổ trợ thì có nhiều lắm, không chỉ có mỗi ân ngân đâu các bạn. Nhưng mà ân ngân là một trong số đó. Bổ chô xà, tiểu từ bổ trợ, tức là cái tiểu từ ân ngân này chúng ta có thể đặt được ở nhiều vị trí trong câu, không chỉ sau chủ ngữ, và nó sẽ thể hiện một số ý nghĩa nhất định. Nó sẽ thể hiện bổ sung thêm một ý nghĩa nào đó. Có thể là nhấn mạnh vị ngữ, hoặc là sử dụng để đối chiếu các cái đối tượng với nhau, đối chiếu so sánh, hoặc là để giới thiệu, hoặc là đưa ra một cái định nghĩa nào đó, vân vân. Nó có nhiều ý nghĩa. Còn y ca thì chúng ta sử dụng nó là tiểu từ chủ ngữ để chỉ ra cái chủ ngữ và nhấn mạnh cái chủ ngữ đó. Đấy là cái điểm khác biệt cơ bản. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhìn một số ví dụ để phân biệt sự khác biệt giữa y ca và ân ngân. Ở đây mình có câu là 제가 의사입니다. 제가 의사입니다. 제가 의사입니다. Và 누가 의사입니까? 누가 의사입니까? Ở đây 제가 tức là 저가. 저 là tôi. Và 가 chính là tiểu từ chủ ngữ. Nhưng mà 저가 thì người ta sẽ chuyển luôn thành 제가 các bạn nhé. Chúng ta sẽ không nói 저가 mà sẽ nói luôn là 제가. Còn 누가 này là bao gồm từ để hỏi 누구 là ai, và cộng với tiểu từ 가, tiểu từ chủ ngữ. 저 và 누구 đều không có bạn chim cho nên là chúng ta mới dùng tiểu từ 가. 저가 thành 제가, 누구가 chuyển luôn thành 누가. Thế thì khi dịch sang tiếng Việt câu này sẽ là tôi là bác sĩ. Về nghĩa tiếng Việt thì nó cũng không khác gì với trò nên người sai nhì ta cả. Dịch ra tiếng Việt thì đều giống nhau. Nhưng mà trong tiếng Hàn khi chúng ta nói hai câu này thì cái sắc thái đằng sau nó sẽ hơi khác nhau. Cái tiểu từ y ca như mình vừa nói thì nó nhấn mạnh phần chủ ngữ, tức là chúng ta sẽ sử dụng nó khi mà phần chủ ngữ là phần quan trọng hơn, cái phần thông tin quan trọng mà chúng ta muốn hướng người nghe chú ý đến. Còn ân ngân là cái phần vị ngữ sẽ là phần quan trọng. Khi chúng ta muốn nhấn mạnh vị ngữ, muốn người nghe hướng cái sự chú ý đến phần vị ngữ thì chúng ta dùng ân ngân. Thế thì khi mà chúng ta giới thiệu bản thân ấy, thì cái phần thông tin mà chúng ta muốn người nghe chú ý đến đó là gì nhỉ? Tên, quốc tịch, nghề nghiệp vân vân. Những cái đó đều là phần vị ngữ đúng không các bạn? Thì khi giới thiệu bản thân chúng ta sẽ dùng ân ngân. Còn ở đây câu hỏi là 누가 의사입니까? Ai là bác sĩ? Ví dụ 여기 의사가 있습니까? Ở đây có bác sĩ không? 누가 의사입니까? Ai là bác sĩ thế? Thế thì để mà trả lời cho câu hỏi này thì cái phần mà chúng ta muốn người nghe hướng cái sự chú ý đến là gì các bạn? Là tôi đúng không?
tôi chứ không phải là người này người kia đâu. Chính là tôi mới là bác sĩ. Chứ còn cái phần vị ngữ là bác sĩ này không phải là cái phần quan trọng. Vậy thì lúc này chúng ta phải dùng tiểu từ IK để mà nhấn mạnh cho phần chủ ngữ. Vậy thì kết luận là sẽ sử dụng 제가 의사입니다 để trả lời cho câu hỏi 누가 의사입니까 các bạn nhé. Tiếp theo, mình có câu 연필이 있습니다. 연필이 있습니다. 연필이 있습니다. 지우개가 없습니다. 지우개가 없습니다. 지우개가 없습니다. Ở đây các bạn còn nhớ 연필 và 지우개 là gì không các bạn? 연필 là bút chì, 지우개 là tẩy. Còn 있습니다 và 없습니다 thì từ gốc của nó, 있습니다 có từ gốc là 있다. Còn 없습니다 có từ gốc là 없다. 있다 có nghĩa là có hay là ở. Còn 없다 có nghĩa là không có, không ở. Cái 있다 và 없다 này nó sử dụng để thể hiện cái sự tồn tại hay là không. 존재, 존재 là tồn tại các bạn. Thể hiện sẽ có tồn tại cái sự vật, sự việc, con người đó hay không. Thực ra cái từ này nó là loại từ lưỡng tính, tức là có lúc là động từ, có lúc là tính từ. Nhưng trong trường hợp này, khi thể hiện cái sự tồn tại này, cái loại từ của nó là hiong yong giả tính từ các bạn nhé. Thế thì câu này sẽ có nghĩa là gì nhỉ? Có bút chì, không có tẩy. Có bút chì, không có tẩy. Ika ở đây chỉ ra chủ ngữ, đó là yonpil và chiuke. Bút chì và tẩy sẽ là chủ ngữ. Thế thì nếu như bây giờ mình không dùng tiểu từ ika mà mình mới học nữa, mà mình sẽ dùng eunneun mà chúng ta đã học ở bài 1. 연필은 있습니다. 지우개는 없습니다. Vậy thì nó sẽ khác biệt như thế nào? Mình sẽ đưa ra cái ví dụ dưới dạng hội thoại để các bạn dễ hình dung nhé. Ở đây mình có câu là 연필이랑 지우개가 있습니까? 연필이랑 지우개가 있습니까? 이랑 chúng ta sẽ học sau. Nó là một tiểu từ có nghĩa là và. 가 chỉ ra chủ ngữ. Phần phía trước này là chủ ngữ. 연필이랑 지우개 là chủ ngữ. Cái bút chì và cái tẩy thì có không? Có bút chì và tẩy không? Lúc này thì một thứ thì có, một thứ thì lại không có. Cho nên là mình đang muốn đối chiếu so sánh giữa hai cái đối tượng bút chì và tẩy này, thì mình sẽ dùng tiểu từ 있는. 연필은 있는데 지우개는 없습니다. 연필은 있는데 지우개는 없습니다. 있다 và 없다 thì các bạn vừa được có nghĩa ở đây rồi, nghĩa là có hay là không có rồi. Nên đê thì có nghĩa là nhưng, chúng ta học sau các bạn nhé. Ở đây sau cái chủ ngữ này mình dùng ân nhân để mà đối chiếu giữa hai đối tượng này. Bút chì thì tôi có, nhưng tẩy thì không có. Vậy thì nếu như chúng ta dùng IK hay ân nhân đều được các bạn nhé. Chẳng qua là nó thể hiện cái ý nghĩa gì, chúng ta cần tùy vào văn cảnh để sử dụng, chứ không phải là cứ 있습니다 hay 없습니다 thì nhất định phải dùng IK đâu. Và có trường hợp dùng với ân nhân được, nhưng mà như mình vừa nói là khi chúng ta thể hiện cái ý nghĩa đặc biệt gì đó, chúng ta phải có mục đích rõ ràng là sử dụng để làm gì thì chúng ta mới có thể lựa chọn được một cách chính xác. Vậy là ở đây chúng ta nhớ có hai ý. Thứ nhất là nếu như chúng ta muốn nhấn mạnh phần chủ ngữ thì dùng tiểu từ IK. Nếu muốn nhấn mạnh vị ngữ thì dùng ân nhân. Tức là phần chủ ngữ quan trọng thì dùng IK, còn phần vị ngữ quan trọng thì dùng ân nhân. Cái thứ hai là nếu như muốn đối chiếu so sánh thì chúng ta dùng ân nhân chứ không dùng IK. Đấy là hai cái ý cơ bản đầu tiên chúng ta có thể nắm được ở bài này. Còn để kỹ hơn về cái sự khác biệt giữa ân nhân IK thì chúng ta sẽ nói ở video khác các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập một chút đối với tiểu từ IK này. Câu đầu tiên chúng ta có 창문 뭐뭐뭐 있습니다. 창문 뭐뭐뭐 있습니다. 창문 là gì các bạn nhỉ? Cửa sổ. 있습니다. Có. Vậy thì ở đây chúng ta chọn tiểu từ gì các bạn ơi? 문 là có phát trên, có kết thúc bằng phụ âm. Thì chúng ta sẽ chọn cái bắt đầu bằng nguyên âm, tức là tiểu từ y đúng không các bạn? Y. 창문이 있습니다. 창문이 있습니다. 창문이 있습니다. Có cửa sổ. Tiếp theo, 컴퓨터 뭐뭐뭐 없습니다. 컴퓨터 뭐뭐뭐 없습니다. Computer là gì các bạn ơi? Là máy tính. 없습니다. Không có. Không có cái máy tính. Ở đây 터 kết thúc bằng nguyên âm.
Kết thúc bằng nguyên âm thì chúng ta sẽ cộng với tiểu từ bắt đầu bằng phụ âm, đó là 가, đúng không các bạn? Là 가. Computer 가 없습니다. Không có máy tính. Tiếp theo chúng ta có câu 의자 뭐뭐뭐 없습니다. 의자 뭐뭐뭐 없습니다. 의자 là gì các bạn nhỉ? Có phải là bác sĩ không các bạn? Không phải, đúng không? Phải là cái ghế. 없습니다. Không có. Không có cái ghế. Chúng ta chọn tiểu từ gì các bạn ơi? 자 là kết thúc bằng nguyên âm. Vậy thì chúng ta sẽ cộng với 가. 의자가 없습니다. 의자가 없습니다. Không có ghế. Tiếp theo 가게 뭐뭐뭐 있습니다. 가게 뭐뭐뭐 있습니다. 가게. 가게 là gì các bạn ơi? Là cửa hàng, cửa hiệu. 있습니다 là có. Có cửa hàng, có cửa hiệu. Vậy thì chúng ta chọn tiểu từ gì với 가게 các bạn nhỉ? 게 không có 받침. Tức là kết thúc bằng nguyên âm. Vậy thì chúng ta sẽ chọn tiểu từ bắt đầu bằng phụ âm, đó là 가. 가게가 있습니다. 가게가 있습니다. Có cửa hàng. Tiếp theo chúng ta có câu 은행 뭐뭐뭐 없습니다. Vậy thì ở đây chúng ta dùng tiểu từ gì đây các bạn? 행 có 받침. Cho nên chúng ta sẽ chọn tiểu từ 이. 은행이 없습니다. 은행이 없습니다. Không có ngân hàng. Tiếp theo 학생 뭐뭐뭐 있습니다. 학생 뭐뭐뭐 있습니다. 학생 là gì các bạn nhỉ? Là học sinh. 있습니다. Có học sinh. Ở đây chúng ta chọn tiểu từ gì nhỉ? 생 cũng có 받침, cho nên chúng ta sẽ chọn tiểu từ 이. 학생이 있습니다. 학생이 있습니다. 학생이 있습니다. 학생이 있습니다. Có học sinh. Tiếp theo 약국 뭐뭐뭐 없습니다. 약국 뭐뭐뭐 없습니다. Chúng ta chọn tiểu từ gì các bạn nhỉ? 아, 국 có 받침, cho nên chúng ta sẽ chọn 이. 약국이 없습니다. 약국이 없습니다. 약국 là gì các bạn? 약국 là hiệu thuốc. 없습니다. Không có. Vậy câu này có nghĩa là không có hiệu thuốc. Tiếp theo chúng ta có câu 아이 뭐뭐뭐 없습니다. 아이 뭐뭐뭐 없습니다. 아이 có nghĩa là đứa bé các bạn nhé. 없습니다. Không có. Ở đây chúng ta chọn tiểu từ gì các bạn nhỉ? 이 không có 받침, cho nên chúng ta chọn 가. 아이가 없습니다. 아이가 없습니다. Có nghĩa là không có đứa bé. Chúng ta cùng chuyển sang cái phần ngữ pháp thứ tư, đó là 에 있다. 에 없다. Ở đây thì cái từ 있다, 없다 lúc nãy mình đã nói rồi. 있다 có nghĩa là có hay là ở, còn 없다 là không có hay là không ở. Thực ra thì khi mà kết hợp với 에 thì chúng ta mới dịch nó là ở hay là không ở. Còn nếu như mà không có tiểu từ 에, chỉ có 있다, 없다 thôi, thì chúng ta chỉ dịch là có hay không có thôi các bạn ha. Thế thì e là gì? E trong tiếng Hàn nó có tên là 부사격조사, tức là cái tiểu từ trạng cách. 부사 trong 부사 어, tức là trạng ngữ. Trạng ngữ là cái phần mà bổ nghĩa cho động từ tính từ. 격 là trong từ 자격 là tư cách, còn 조사 là tiểu từ, tức là cái tiểu từ này nó sẽ gắn vào sau một cái thể từ trong câu để giúp nó có cái tư cách đóng vai trò là trạng ngữ. Và cái tiểu từ e này thực ra khi mà kết hợp với các từ vựng khác nhau thì nó sẽ có cái ý nghĩa khác nhau. Vậy nên ở đây mình sẽ ghi rõ là e cộng ita hay là e cộng opta. Thì ita, opta ở đây gắn liền với e thì mới mang cái ý nghĩa là nó tồn tại và chiếm vị trí nào đó các bạn nhé. Còn không có e thì nó chỉ có nghĩa là tồn tại thôi. Có thêm e thì có nghĩa là tồn tại và chiếm vị trí trong một cái không gian nào đó. Chúng ta cùng theo dõi ví dụ. 교실에 컴퓨터가 있습니까? 교실에 컴퓨터가 있습니까? 교실에 컴퓨터가 있습니까? 아니요, 없습니다. 아니요, 없습니다. Ở đây chúng ta có nối âm 실 và 에 thành 실에, 교실에. E cộng với 있다 có nghĩa là ở. Dạng câu hỏi 있습니까? 에 있습니까? Tức là có ở đó không? 교실 là gì các bạn nhỉ? Là phòng học. Có ở phòng học không? Cái gì có ở phòng học không nhỉ? Computer. Computer là máy tính. Máy tính có ở phòng học không? Hay là ở phòng học có máy tính không cũng vậy. Trả lời là 아니요, 없습니다. Không, không có đâu. Câu tiếp theo chúng ta có là 교실에 학생이 없습니까?
없습니까? 교실에 학생이 없습니까? 자, 러이 네, 있습니다. 아, 아니요, 없습니다. Ở đây thì e cộng với opta là không ở, không có ở, không ở. Và dạng câu hỏi e opsumnika, không ở phòng học phải không? Ai, cái gì không ở phòng học các bạn? À, học sinh, học sinh, học sinh không ở phòng học phải không? Câu trả lời, để mà rõ nghĩa thì chúng ta cần có cái phần ở phía sau đó là 있습니다 hay là 없습니다. 있습니다 là có. Thế còn cái 네, 아니요 thì nó cũng chưa đủ chắc chắn để mà khẳng định là có hay là không có. Cái 네 là vâng, vâng ở đây có thể là đúng là không có học sinh, hoặc là vâng này có nghĩa là có học sinh, cho nên là nó chưa đủ để rõ nghĩa. 네, 아니요 chưa đủ để rõ nghĩa trong cái trường hợp câu hỏi phủ định như thế này, cho nên chúng ta nên cho thêm cái đáp án ở phía sau nữa là 있습니다 là có. Tiếp theo, chúng ta sẽ có một cái phần luyện tập Yes Paper cái á. Câu đầu tiên, ở phòng lab có bảng. Ở phòng lab có bảng. Câu này chúng ta cần nói như thế nào đây các bạn? Các bạn hãy tập nói trước, sau đó hãy viết ra, và sau đó mới so sánh với đáp án mà mình đưa ra để xem có khớp không các bạn nhé. Chúng ta hãy thử tạm dừng video nào. Rồi, và chúng ta lại cùng nhau trở lại nào. Phòng lab chúng ta có từ gì các bạn nhỉ? Lepsir, lepsir, bảng, bảng chúng ta có từ 칠판, 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 đúng không các bạn? Ở phòng lab có bảng, ở đây lại chúng ta lại nói xem là vị trí của nó ở đâu. Ở cái bảng thì ở phòng lab. Vậy thì chúng ta lại sử dụng 에 있습니다, câu kể, cho nên chúng ta chuyển 있다 thành 있습니다. Vậy thì chúng ta cuối cùng sẽ có đáp án là 렙실에 칠판이 있습니다. 랩실에 칠판이 있습니다. 랩실에 칠판이 있습니다. Tiếp theo, chúng ta cần nói câu Mira không ở thư viện. Mira không ở thư viện. Thư viện là gì các bạn nhỉ? Là thư sở quán. Vậy thì Mira không ở thư viện chúng ta sẽ nói thế nào đây các bạn? Các bạn lại tạm dừng video, nói và viết lại để chúng ta kiểm tra chính tả nhé. Đáp án sẽ là 미라 씨가 도서관에 없습니다. 미라 씨가 도서관에 없습니다. 미라 씨가 도서관에 네 nối âm 없습니다. Ở thư viện có bản đồ. Thư viện chúng ta vừa nói rồi là 도서관. Bản đồ là gì các bạn nhỉ? 지도. Có. Có ở đâu đấy, chúng ta sẽ dùng cụm từ gì nhỉ? 에 있습니다. Câu kể. 에 있습니다. Vậy thì cả câu chúng ta sẽ có là 도서관에 지도가 있습니다. 도서관에 지도가 있습니다. 도서관에 지도가 있습니다. Câu cuối, chúng ta có Su-chin có ở lớp học không? Bây giờ sẽ là câu hỏi các bạn ha. Su-chin có ở lớp học không? Lớp học là gì các bạn ơi? 교실 phải không nhỉ? 교실. Có ở đâu đó không? Có. Vậy thì chúng ta cộng dùng từ 있다. Có ở đâu đó? 에 있다. Và chia dạng câu hỏi là 에 있습니까? Vậy cả câu sẽ là 수진 씨가 교실에 있습니까? 수진 씨가 교실에 있습니까? Các bạn thử để ý xem là ở đây chúng ta chọn 이가 có đúng không các bạn nhé? Có bà chim thì cộng 이, không bà chim cộng ca. Các bạn hãy thử kiểm tra cả phần chính tả nữa nhé. Lưu ý là 씁니다 hay là 씁니까 chứ không phải là 씁니다 씁니까 khi viết các bạn nhé. Viết và phát âm khác nhau một chút. Thì các bạn kiểm tra phần chính tả. Nhiều khi cái patchin phiên hợp này viết, khi viết thì cái phần gạch phía trên nó hơi bị ngắn, cho nên nhiều bạn cứ viết bị nhầm, nhìn cũng nhầm, 씁 tưởng là 씁. Và vì nó phát âm là 씁 cho nên viết nhầm thì 씁 luôn. Các bạn lưu ý cái lỗi chính tả này nhé. Và ở đây có một cái lưu ý nữa cho chúng ta, đó là cái phần chủ ngữ, phần chủ ngữ 칠판 này, rồi là 미라 씨, 지도, 수진 씨, những cái chủ ngữ này. Và phần trạng ngữ đó là gì nhỉ? 랩실, 도서관, 도서관, 교실. Thì những cái phần trạng ngữ này và chủ ngữ thì có thể đổi chỗ cho nhau, có thể đổi chỗ cho nhau, nhưng quan trọng là chúng ta phải gắn liền với cái tiểu từ đó. Tức là ví dụ như ở đây 칠판 mà mình đổi vị trí ra phía trước thì ý nghĩa của câu không có thay đổi gì cả, vẫn được.
nó không giống như tiếng Việt là cái vai trò của từng từ vựng á, nó phụ thuộc vào vị trí đâu các bạn. Trong tiếng Hàn thì vị trí của nó có thể thay đổi, nhưng quan trọng là cái tiểu từ đi kèm với nó là cái gì. Nếu nó đã đổi ra đằng trước thì tiểu từ cũng phải đi kèm luôn, thì cái vai trò của nó mới được giữ nguyên. Đó. Còn quan trọng là cái động từ, rồi là tính từ, chúng ta cứ đặt ở cuối là được rồi. Còn những cái thành phần phía trước chúng ta có thể thay đổi với nhau được. 자, 마지막 문법입니다. Chúng ta cùng tìm hiểu phần ngữ pháp cuối cùng, đó là tiểu từ y hoặc là ka cộng với tính từ anida, có nghĩa là không phải là, không phải là một đối tượng nào đó. Chúng ta cùng nhìn ví dụ trước. 이것은 사촌입니까? 이것은 사촌입니까? 이것은 사촌입니까? 이것 là gì các bạn nhỉ? Là cái này, cái mà cần người nói. Và 사촌 là quyển từ điển. 입니까? Là phải không? Vậy cả câu có nghĩa là cái này là quyển từ điển phải không? Câu trả lời: 아니요, 이것은 사촌이 아닙니다. 아니요, 이것은 사촌이 아닙니다. 책입니다. 책입니다. Chúng ta nối âm ở đây. 사촌이 nối âm, 이것은 nối âm. 아, 사촌입니까? 입니까? Nối âm. Ở câu này thì thực ra chúng ta không nhất định phải cho 이것은 vào đâu, cho nên mình mới đóng mở ngoặc các bạn ạ. Bởi vì ở phía trước chúng ta có 이것은 đã nhắc đến ở câu trước rồi, cho nên ở đây chúng ta cũng không nhất định phải nhắc lại nữa. Phần quan trọng đó là 사촌이 아닙니다. 사촌이 아닙니다. Ở đây thì 사촌, 촌 là kết thúc bằng bát chim, cho nên chúng ta sẽ chọn tiểu từ y. 아닙니다 chính là dạng chia đuôi câu trang trọng trong câu kể, câu trần thuật đó, của 아닙니다. 아닙니다 chia thành 아닙니다 trong câu kể. Vậy thì cả câu có nghĩa là không đâu, cái này không phải là quyển từ điển mà nó là quyển sách. Thế thì ở đây các bạn thấy tiểu từ ik nhìn giống với tiểu từ ik ở phần 3 đúng không các bạn? Thế nhưng mà cái vai trò của nó lại khác các bạn nhé. Cái tiểu từ ik này đồng âm nhưng mà cái vai trò của nó lại khác nhau. Vai trò thứ nhất đó là chủ kép chu giả, tức là tiểu từ chủ ngữ. Còn cái vai trò thứ hai đó là phố kép chu giả. Phố kép chu giả tức là cái tiểu từ bổ ngữ. Chúng ta cẩn thận nhầm giữa hai cái loại tiểu từ này nhé. Bởi vì đồng âm với nhau mà, cho nên sẽ có thể là bị nhầm lẫn. Thế thì tiểu từ ika có tên tiếng Hàn là phố kép chu giả. Phố trong từ phố o là bổ ngữ, kép là trò kép, tư cách, chu giả là tiểu từ. Tiểu từ giúp cho nó gắn vào cái thể từ phía trước và giúp cho nó có vai trò bổ ngữ trong câu. Các bạn thử nhìn trong câu này, nếu như chỉ có ý có rất là nhìn gì ta, không phải là cái này à, hay là cái này không phải là, thì cả hai cái ý nghĩa đó đều không đúng với cái ý nghĩa mà người ta muốn truyền tải. Vậy thì trong trường hợp nếu như cả chủ ngữ lẫn vị ngữ kết hợp lại với nhau mà không đủ truyền tải được cái ý, thì người ta cần phải cho thêm bổ ngữ vào, đó là xa tròn nhỉ, xa tròn, bổ sung thêm vào đây. Thì đó, cái phần bổ sung nghĩa cho câu như thế thì gọi là bổ ngữ. À, như ta là tính từ. Thực ra ở đây thì nói về mặt ngữ pháp là như vậy, nhưng mà để cho đơn giản thì các bạn chỉ cần nắm được là chúng ta có một cái danh từ nào đó, hay đại từ nào đó, hay số thứ nào đó, rồi chúng ta đặt ở phía trước cộng thêm tiểu từ y hoặc là ka, rồi thêm á như tà vào thôi. Á như tà chúng ta chia ra, á như nhì tà, á như nhì ka gì đó, chúng ta chia ra vậy thôi, chỉ cần danh từ cộng với tiểu từ y ka, á như nhì tà y ka, á như nhì ka, vậy là được. Vậy thì sẽ có bạn thắc mắc là có thể ở đây không dùng tiểu từ ik mà chúng ta dùng tiểu từ ân nhân thì có được không, và ý nghĩa khác nhau như thế nào. Vậy thì mình xin nói là được dùng, chẳng qua là chúng ta sử dụng nó với ý nghĩa gì thôi các bạn. Chúng ta cùng xem xét một ví dụ sau. 수철 씨는 회계원이면서 통역사라면서요. 수철 씨는 회계원이면서 통역사라면서요. Ở đây thì có ngữ pháp trung cấp. Thực ra mình đưa ra chỉ là để các bạn hiểu được cái tình huống, cái bối cảnh sử dụng của nó thôi. Chứ còn cái phần ngữ pháp này các bạn chỉ cần nắm được đâu. Bao giờ là học lên trung cấp thì chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Câu này có nghĩa là nghe nói Su-chan vừa là kế toán vừa là phiên dịch viên à? Câu trả lời là 회계원이기는 한데 통역사는 아니에요. 회계원이기는 한데 통역사는 아니에요. Có nghĩa là đúng là kế toán đấy nhưng không phải là phiên dịch đâu. Thế thì ở phía sau này thay vì dùng là 통역사가 아닙니다, 아니에요 thì lại thay là 통역사는 아니에요. 아니에요 giống như 아닙니다 đó các bạn, cũng là không phải là thôi.
Thế thì khi dùng ngân như thế này nó khác với ika như thế nào? Nếu như chúng ta dùng thông nhóc xa ca à như hiểu thì nó sẽ không thể hiện cái ý nghĩa đối sánh, đối chiếu so sánh như thế này. Ở đây người nói đang muốn đối chiếu là nhân viên kế toán thì đúng nhưng mà phiên dịch thì lại không phải. Anh này chỉ đóng một vai trò đó là kế toán thôi chứ không phải là phiên dịch viên, cho nên trong trường hợp này mới dùng ngân. Vậy thì nếu như chúng ta nói chuyện một cách bình thường, không muốn thể hiện cái ý nghĩa đặc biệt gì cả, thì chúng ta sẽ dùng ika à nhi tạ. Chỉ một số trường hợp đặc biệt, chúng ta tùy theo cái ngữ cảnh, chúng ta muốn thể hiện thêm cái ý nghĩa gì thì chúng ta sẽ lựa chọn cái tiểu từ ngân cho nó phù hợp thôi. Nếu còn không thì bình thường với á nhi tạ chúng ta cứ dùng ika các bạn nhé. Ita, opta hoặc là á nhi tạ đều thế. Tức là nếu như không phải là chúng ta muốn thể hiện một ý nghĩa gì đặc biệt hơn thì chúng ta cứ dùng ika, thông thường là như vậy. Bây giờ chúng ta cùng nhau luyện tập với ika á nhi tạ. Nếu chúng ta muốn nói là cái này không phải là cái đồng hồ thì phải nói như thế nào các bạn nhỉ? Các bạn lại tạm dừng video, tập nói và viết lại rồi chúng ta so sánh với đáp án nhé. Cái này là gì các bạn nhỉ? Ikot, ikot. Cái đồng hồ là shike. Không phải là chúng ta có ika anita chia ra thành ika anita. Vậy thì cả câu sẽ là 이것은 시계가 아닙니다. 이것은 시계가 아닙니다. 이것은 시계가 아닙니다. Ở đây không phải là nhà vệ sinh. Đây không phải là nhà vệ sinh. Ở đây là gì các bạn ơi? Ở đây là gần người nói. Vậy thì chúng ta có 여기, 여기, 여기. Nhà vệ sinh. 화장실, 화장실. Không phải là 이가 아닙니다. Vậy chúng ta sẽ có câu là 여기는 화장실이 아닙니다. 여기는 화장실이 노음 실이 아닙니다. 여기는 화장실이 아닙니다. Câu tiếp theo, cái đó không phải là cái ghế. Cái đó là gì các bạn ơi? Cái đó là gần người nghe và xa người nói đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ có từ là 그것. Cái ghế là 의자. Cả câu sẽ là 그것은 의자가 아닙니다. 그것은 의자가 아닙니다. À, ở đây còn có một phần lưu ý nữa. Lúc nãy mình đã quên chưa nói, đó là cái đại từ y cọt, cứ cọt cho cọt đó các bạn. Cái này, cái đó, cái kia ấy. Khi kết hợp với tiểu từ ân lân thì nó có thể là rút gọn đi. Như 그것은 thì sẽ chuyển thành 그건. 그것은 rút gọn đi thành 그건. 그건 의자가 아닙니다. Kia không phải là thư viện mà là nhà ăn học sinh. Đằng kia là gì các bạn ơi? 저기, 저기입니다. 저기, đúng không các bạn? Thư viện là 도서관, 도서관. Kia không phải là thư viện thì chúng ta sẽ nói là gì nhỉ? 저기는 도서관이 아닙니다. 저기는 도서관이 아닙니다. Là nhà ăn học sinh thì nói thế nào các bạn? Nhà ăn học sinh. 학생, 식당. Chúng ta nhớ trao đổi vị trí chủ của các danh từ nhé. Nhà ăn đặt ra đằng sau, 식당. Còn học sinh cho ta đằng trước là 학생. Các danh từ trong tiếng Hàn thường nó sẽ trái ngược với tiếng Việt như vậy. 학생, 식당 cộng với là 입니다. Vậy chúng ta sẽ có câu là 저기는 hay là 저긴. 저긴 도서관이 아닙니다. 학생, 식당입니다. 학생, 식당입니다. Bây giờ chúng ta cùng nhau điểm lại cái phần nội dung của bài này xem chúng ta cần nhớ những gì. Thứ nhất đó là 지시 대명사, tức là các cái đại từ chỉ định. Chúng ta có đại từ chỉ định về nơi chốn là 여기, 거기, 저기, ở đây, ở đó, ở kia. Và đại từ chỉ định về 사물, đồ và sự vật, đó là 이것, 그것, 저것, cái này, cái đó, cái kia. Phần thứ hai đó là tiểu từ 이가, tức là tặng tiểu từ chủ cách hay là tiểu từ chủ ngữ cho dễ hiểu các bạn ha. Chúng ta sử dụng để đặt sau chủ ngữ, để nhấn mạnh chủ ngữ. Phần thứ ba đó là tiểu từ e. Cụ thể thì chúng ta học nó gắn luôn với các cái từ itta và opta. Gắn luôn với itta, opta. Bởi vì gắn với từ khác thì nó sẽ mang ý nghĩa khác. Cho nên chúng ta hãy gắn các cụm từ như thế này để sử dụng cho chính xác các bạn nhé. Thì khi e cộng itta, e cộng opta có nghĩa là ở đâu hay là không ở đâu, thể hiện vị trí. Còn nếu như không có e thì sẽ là gì các bạn nhỉ? Chỉ có nghĩa là có tồn tại nó thôi, tức là có hay là không có nó.
Tiếp theo thì chúng ta có tiểu từ y hoặc ca cộng với a như ta. Chúng ta sử dụng với nghĩa là không phải là, không phải là. 자, 여러분, 오늘 수업은 여기까지입니다. 제가 설명한 게 100%는 완벽은 아니지만 여러분들이 공부하시는 데 도움이 됐으면 좋겠습니다. 그리고 여러분의 구독과 좋아요는 큰 힘이 되고요. 다음 시간에는 대화 연습을 할 거예요. 그때까지 행복하고 건강하세요. 감사합니다.